Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Là đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, bí mật cực sốc, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, biết trước được mệnh trời, đến thời đổi vận, trúng số đổi đời. Tiền tỷ về tay, vào nước đố đổ dách, đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Tỵ thân mến, khi chúng ta đến với thế gian này, ai cũng mong ước có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Mọi người đều ao ước gia đình thịnh vượng, tiền bạc dư dả và cuộc sống tràn đầy may mắn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Có những người sinh ra đã được hưởng đặc quyền sống trong nhung lụa, có mọi thứ trong tay và luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Ngược lại, cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, phải từng ngày chắt chiu tích góp từng đồng để nuôi gia đình và trả nợ. Cuộc sống của họ đầy những khó khăn, thất bại và đôi khi là những khoản nợ chồng chất. Cuộc đời luôn khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Như cây cần gió để lớn mạnh, con người cần trải qua hoạn nạn để trưởng thành. Sau cơn mưa là ánh cầu vồng, sau đêm tối là bình minh rực sáng. Điều quan trọng không phải là Đinh Tỵ vấp ngã bao nhiêu lần, mà là sau mỗi lần ngã, Đinh Tỵ có đứng dậy được hay không. Đôi khi những lần vấp ngã chính là nền móng cho con đường thành công sau này. Không ai khôn lớn mà không trải qua những sai lầm, không ai thành công mà chưa từng gục ngã. Để đạt được những thành công và cuộc sống như ý, ai cũng phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Mỗi năm, mỗi người đều có những giai đoạn may mắn nhất định. Chỉ cần Đinh Tỵ biết tận dụng thời cơ, cộng với sự nỗ lực không ngừng, thì Đinh Tỵ sẽ có được một cuộc sống viên mãn, đầy đủ và hạnh phúc đến hết đời. Vận mệnh và số phận của Đinh Tỵ đều có thể thay đổi theo thời gian và theo cách mà Đinh Tỵ sống cuộc đời của mình. Quan trọng hơn hết là cách Đinh Tỵ đối diện với những thay đổi đó và tiến về phía trước với niềm tin và sự quyết đoán của riêng mình. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, kiên định và quyết đoán. Họ là những người có khả năng lãnh đạo xuất sắc, luôn quan tâm và chịu trách nhiệm đối với mọi việc xung quanh. Sự quyết đoán và dũng cảm giúp họ tự tin đối mặt với thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ thường có tinh thần sáng tạo và sự khao khát không ngừng nghỉ để nâng cao trình độ và tầm nhìn của bản thân. Họ có thể là những người lãnh đạo vững vàng, có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống cấp bách. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đó là sự nhạy cảm và tinh tế trong cảm nhận con người và tình hình xã hội. Cuộc đời của họ thường điều động và đa sắc màu với nhiều thăng trầm và bước ngoặt. Họ có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ vào sự cần cù và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải những thử thách nặng nề, đòi hỏi họ phải thật sự bền bỉ và kiên nhẫn để vượt qua. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, tuổi Đinh Tỵ thường được xem là người bạn đồng hành đáng tin cậy và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc cần thiết. Từ việc quản lý công việc đến quản lý cuộc sống, họ luôn có xu hướng tổ chức và chuẩn bị mọi việc một cách kỹ lưỡng. Xét tổng quan vận trình tử vi 5 tháng cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo tử vi khoa học, 5 tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ không gặp phải xung đột với thái tuế và ngũ hành cũng hòa hợp với nhau. Vì vậy có thể được coi là một thời điểm khá bình yên và ít biến động. Đặc biệt, phương diện tình duyên và gia đạo sẽ rất rất thuận lợi và mang lại niềm vui cho Đinh Tỵ. Tuy nhiên, do cả các tinh và hung tinh đều có ảnh hưởng trong 5 tháng cuối năm,
Đinh Tỵ không nên quá tự tin để tránh những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nói chung, vận mệnh của Đinh Tỵ sẽ ổn định và sẽ gặp được nhiều cơ hội có bước ngoặt quan trọng trong nhiều khía cạnh. Những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Vì vậy, Đinh Tỵ nên tận dụng và không để lỡ điều gì quan trọng. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có thể gặp phải những thất bại và tổn thất lớn. Vì vậy, hãy luôn giữ bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ. Đừng sợ hãi trước những khó khăn. Hãy dùng chính khó khăn ấy để rèn luyện ý chí và khai phá tiềm năng mạnh mẽ của bản thân. Về mặt công việc, năm tháng cuối năm 2024 này, Đinh Tỵ sẽ đối mặt với nhiều thử thách hơn. Áp lực công việc sẽ tăng lên và có thể xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn, Đinh Tỵ có thể biến những điều bất lợi thành cơ hội để phát triển bản thân. Chỉ cần Đinh Tỵ nắm bắt được cơ hội và làm việc tốt, thì có thể bước lên một tầm cao mới. Trong lĩnh vực tài chính, năm tháng cuối năm sẽ là giai đoạn tích lũy và ổn định, không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ cần Đinh Tỵ làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình thì sẽ hoàn toàn có thể đạt được những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, đối với những người kinh doanh, con đường kiếm tiền có thể sẽ gặp phải một số trở ngại. Vì vậy, hãy cẩn thận và không nên vội vàng bước vào những lĩnh vực trong cuối năm nay để tránh rơi vào những bẫy của những kẻ lừa đảo. Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Diệt, ba sao tốt nhất cho phương diện tình cảm sẽ mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui cho tuổi Đinh Tỵ trong năm tháng cuối năm. Những người độc thân có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình mà không cần lo lắng về sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, đối với những cặp đôi đã kết hôn, hãy cẩn thận với những cám dỗ tình cảm nói chung. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong năm tháng cuối năm nay sẽ tốt, không có bất kỳ tình trạng nguy hiểm nào. Tuy nhiên, hãy đề phòng những tổn thương và tai nạn bất ngờ do sơ suất khi đi lại hoặc làm việc. Hãy luôn chú ý đến an toàn để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ tháng này có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, một phần là do các tinh đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Bạn cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà bạn đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách chối từ riêng. Tinh thần trách nhiệm này đã giúp bạn được đánh giá cao hơn nhiều đồng nghiệp xung quanh. Các tinh đế dương xuất hiện là hiệu tháng này có cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bản mệnh trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới. Bạn sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước. Với người làm lãnh đạo, con giáp này cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cho cấp trên thán phục và tôn trọng. Bạn hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi. Có một vài thời điểm không tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến cho công việc của bạn gặp phải đôi chút trục trặc. Tuy nhiên, tuổi Đinh Tỵ chỉ cần bình tĩnh và tỉnh táo, bạn hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội. Xét về phương diện tài lộc, tháng này, tuổi Đinh Tỵ cũng có cơ hội thu tiền về đầy túi. Mọi công việc bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng ghi ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp cho con giáp này chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng. Thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Hãy coi như đây là lời khích lệ để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế, bởi bản mệnh có cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề, dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc,
Xong dần dần bạn sẽ đi tìm được cách làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông, giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Ở một vài thời điểm trong tháng, tuổi Đinh Tỵ vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ dụ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để tránh rơi vào tình trạng mất tiền không đáng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tiếc rằng phương diện tình duyên của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 8 âm lịch này lại không được lý tưởng, dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đây là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến cho bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng. Tuy nhiên, thì mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn không quá lớn, chỉ cần con giáp này chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau, thì mọi vấn đề đều có thể nhanh chóng khắc phục. Với người còn độc thân, bản mệnh được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người. Chớ nên sống mãi trong thế giới riêng, chỉ khi tiếp xúc, giao lưu với mọi người, bạn mới nhận ra ai là người tốt, ai là người phù hợp với mình, đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 8 âm lịch này, tuổi Đinh Tỵ giữ được tình trạng sức khỏe tốt, nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc, khiến bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe, mà còn khiến cho con giáp này dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể dục thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thấy khỏe mạnh, sảng khoái hơn, mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ tháng này có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt nhờ có sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm quan. Bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bản mệnh sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách, khó khăn. Với người làm công ăn lương, tháng 9 âm lịch này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, con giáp này hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được, chỉ cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài. Các tinh thiên vũ chiếu mệnh cũng giúp cho những người theo con đường nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Sự thông minh khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý đến những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang lại. Bạn chớ nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Xung quanh bản mệnh vẫn còn rất nhiều những người tài giỏi. Nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình, đồng thời bạn cũng sẽ trở nên chủ quan lơ là, dễ hành sự bất cẩn hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Tháng 9 âm lịch này, nếu tuổi Đinh Tỵ chăm chỉ làm ăn thì nguyệt lệnh lâm quan ắt sẽ đem lại cho bạn một kết quả xứng đáng. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít ra cũng là thưởng nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ, nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng. Có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn, song thách thức xuất hiện cũng là lúc giúp cho con giáp này khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó.
Tuy nhiên trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình. Chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác mà sao xấu thiên hình sẽ khiến bạn rơi vào dòng tù tội, nhẹ thì cũng ảnh hưởng danh tiếng, đánh mất quan hệ. Xét về phương diện tài lộc, trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao nên tuổi Đinh Tỵ chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút hầu bao mà không để ý mình đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm, thì bạn dễ rơi vào tình trạng tiêu hết sạch những gì mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, tuy sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu phát triển, song phương diện tình cảm của tuổi Đinh Tỵ lại khá yên ắng, ảm đạm, bản mệnh khó tìm được người để san sẻ. Tâm sự, mọi điều thường giữ kín trong lòng, khiến tinh thần căng thẳng, thiếu hăng hái. Vợ chồng ai làm việc của người nấy, không quan tâm đến cảm nhận của nhau nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Một số người có thể cho đó là tự do độc lập, song nếu cứ kéo dài tình trạng này, hai người sẽ dần rạn nứt, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện lúc nào không hay. Dù hai người có những quan điểm không trùng với nhau đi chăng nữa, thì cũng cần phải cố gắng trò chuyện, trao đổi với nhau. Mỗi người cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, chớ nên bỏ ngoài tai lời của đối phương, bởi có thể đối phương sẽ nhìn nhận được những điều bạn không nhận ra. Một số người trở nên thiếu trách nhiệm với gia đình, thích dành thời gian cho sở thích cá nhân, đổ hết mọi công việc lên đầu người ấy. Bạn cần phải ý thức được rằng việc xây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai người. Đừng quá lạnh lùng hoặc lười biếng khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, tổn thương hoặc hiểu lầm. Người độc thân tự coi mình là nhất, nên thường xem nhẹ những đối tượng tiếp cận mình. Bạn luôn nhìn thấy những khuyết điểm của người khác mà lại không nhận ra được đối phương có những ưu điểm gì. Vì vậy mà bản mệnh có thể để lỡ nhiều mối lương duyên. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ tháng này không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái đến mấy, bạn cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh giặt giảnh. Hung tinh thiên hình đem lại ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho vận trình của bạn. Con giáp này nên chú ý nhiều hơn khi tham gia giao thông, lao động chân tay hoặc khi vận động mạnh, tránh để sự cố đáng tiếc xảy ra khiến mình chịu thương tổn. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, cục diện tương xung thái tuế đang khiến cho mọi thứ như bị đảo lộn. Tuổi Đinh Tỵ nhìn đâu cũng thấy khó khăn, đụng làm gì là gặp trục trặc ở đó. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Áp lực ngày càng gia tăng, trong đó có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Bản mệnh cần suy tính kỹ càng hành, sự thận trọng chậm mà chắc, còn hơn là nóng vội rồi hỏng việc. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi, đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trắc trở, buộc phải dừng lại thời điểm mà lẽ ra mọi thứ cần gấp rút hoàn thiện, thì lại có xu hướng bị ứ động, trì trệ, khiến tinh thần bản mệnh xuống dốc trầm trọng. Thay đổi cách thức làm việc, đổi mới phương pháp tiếp cận vấn đề là điều cần thiết. Lúc này, để sớm cứu giãn tình thế trong các mối quan hệ xã giao, con giáp này nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên tuyệt đối tin tưởng ai đó rồi có ngày bị phản lại, nhất là khi cạnh tranh cũng đang tăng lên. Điềm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ, bạn không thể nhàn tản hay chủ quan được, cũng nên tránh ôm đồm quá nhiều việc. Vào lúc này phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đánh sau lưng. Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên rơi đi ít nhiều. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là nhờ nguyệt lệnh lâm đế dượng và cả các tinh nguyệt mã hỗ trợ, nên bản mệnh dễ dàng vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tất nhiên, không có chiếc bánh ngọt nào rơi từ trên trời xuống, bạn phải vận dụng năng lực của bản thân kết hợp với may mắn, thì không lo không giành được điều mình muốn, chỉ cần con giáp này kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái kết quả như ý. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng sự ủng hộ của mọi người, coi trọng tinh thần tập thể, đảm bảo thành công đến càng dễ dàng và rực rỡ hơn. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, hung tinh đại hao hoành hành, tài lộc của tuổi Đinh Tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài tốn của. Cần liệu cơm gắp mắm,
có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng eo hẹp, tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Trong khi các nguồn thu vào không tăng, thì các khoản chi lại quá nhiều khiến việc chi tiêu mất cân đối, có thời điểm bản mệnh còn phải vay mượn, tạm thời lấy chỗ này đập chỗ kia. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, bạn cần lượng sức mà rút lui. Nếu đang có dự án dang dở, chỉ cần tiếp tục công việc dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, chớ liều lĩnh. Khi vận khí dần ổn định, những người làm công ăn lương sẽ được lợi hơn là hành nghề tự do. Nguyệt Mã nhắc nhở con giáp này xông xáo, không ngại khó ngại khổ, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái trí thì mãi nghèo đói chẳng thể chuyển vận. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, vận trình tình cảm của tuổi Đinh Tỵ ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Mối quan hệ đôi lứa, vợ chồng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho cuộc sống nặng nề hơn, buồn chán hơn nhiều. Quan điểm bất đồng khiến cả hai rơi vào tình trạng bế tắc. Nếu cả bạn và người ấy không tích chế được cảm xúc của bản thân, sẽ rất dễ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ hiện tại. Nếu cả hai không tỉnh táo và nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề đang gặp phải, e rằng có tránh cảnh chia ly, đau buồn. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương nhau. Hãy cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn và suy nghĩ tích cực, rồi chuyện gì cũng sẽ qua nhanh. Đặc biệt, đừng mang sự nóng giận trên cơ quan về nhà và trút lên đầu những người thân của mình. Đối phương không có nghĩa vụ phải chịu những điều mà mình hoàn toàn không có lỗi. Với người độc thân, người đến kẻ đi nhanh chóng, khi bạn còn chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì, thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới, vượt tầm kiểm soát của con giáp này. Trong tình cảm tuổi Đinh Tỵ, nên để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, không nên ép buộc bản thân mình cũng như ép buộc người khác. Có như vậy mới tránh khỏi những chuyện thất vọng không đáng có. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 10 âm lịch này, tinh thần, áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Do đó, tháng này bạn nên chăm lo hơn đến cơ thể của mình, không nên quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo. Cuối tuần nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đi dạo hoặc thăm hỏi những người bạn cũ để thay đổi không khí, từ đó tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có những bước phát triển đáng trông đợi. Nếu biết sử dụng trí thông minh và tài hoa của mình, thì chẳng có thử thách nào là quá khó vượt qua với bạn. Thậm chí, con giáp này còn có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái được thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Bản tính hiền hòa, biết cư xử, giúp bạn dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với nhiều người xung quanh. Vì thế, bạn không chỉ nhận được nhiều sự giúp đỡ khi vướng phải khó khăn, mà còn được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý. Điều duy nhất mà bản mệnh cần phải thay đổi chính là bản tính do dự, thiếu quyết đoán của mình. Bạn cần tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi nó xuất hiện. Đồng thời, nếu cảm thấy bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn, tuổi Đinh Tỵ cũng có thể trao đổi, chia sẻ với những người giàu kinh nghiệm hơn, bởi ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Các tinh tử vi cho thấy, bạn có cơ hội gặt hái thành công vào tháng này, nhiều yếu tố thúc đẩy khiến bạn cảm thấy làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí thách thức xuất hiện cũng là lúc bạn nhận ra thế mạnh của mình là gì và khẳng định bản thân. Xét về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch này, con đường tài lộc cũng khá rộng mở đối với tuổi Đinh Tỵ. Những thành công trong công việc giúp bạn được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn, tạo động lực để bản mệnh cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đem về nguồn lợi nhuận khả quan hơn. Đây là thành quả bạn đã lao động vất vả từ trước đó rất lâu mới có được, chứ không phải là công lao chỉ trong một ngày, một tháng. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đầu tư làm ăn hiếm có. Lúc này, bạn nên tự tin hơn nữa để có thể chấp nhận cơ hội, chấp nhận thử thách. Đừng trần trừ do dự kẻo cơ hội trôi qua mất. Khi băn khoăn trước quá nhiều sự lựa chọn,
bạn không nên giấu kín trong lòng mà nên tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Quá trình trao đổi sẽ giúp cho tuổi Đinh Tỵ có những hướng đi mới, đồng thời học hỏi thêm kỹ năng để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, xa lạ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, vận trình tình cảm của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 11 âm lịch này vẫn còn lắm thăng trầm. Bạn khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Song trước khi trách móc người khác, bản mệnh cũng cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Người độc thân vẫn còn thích đắm mình trong thế giới riêng hơn là dành thời gian cho một ai đó khác. Chính vì vậy mà dù được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhận được sự quan tâm của những người khác giới, bạn vẫn có vẻ rất thờ ơ. Lựa chọn có đến với một ai đó hay không là hoàn toàn nằm trong tay bạn. Tuy nhiên, con giáp này không nên để mặc tình trạng này tiếp diễn. Tốt nhất, hãy sắp xếp công việc để có thể cân bằng sự nghiệp với cuộc sống. Dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng đừng quên trò chuyện, tâm sự với nhau. Nếu ai cũng chỉ biết làm việc của người ấy thì tình cảm đôi bên sẽ nguội lạnh nhanh chóng. Cả bạn và người ấy đều sẽ cảm thấy rằng mình có thể sống mà không cần đến đối phương. Xét về phương diện sức khỏe, may mắn là tình trạng sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ không có dấu hiệu suy giảm đáng ngại. Trong tháng 11 âm lịch này, bạn vẫn có đủ sức để tiếp tục các công việc hàng ngày. Thậm chí tinh thần lạc quan còn khiến bạn cảm thấy tràn trề sức sống, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách sinh hoạt, ăn uống điều độ, hạn chế tham gia vào các buổi tiệc tùng xã giao. Cũng như làm việc quá sức, bạn cũng nên sắp xếp thời gian rảnh để rèn luyện thể dục thể thao, khiến cơ thể dẻo dai hơn. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ, bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng của bản mệnh được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bạn đã có thể được trao khá nhiều trọng trách. Cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, tuổi Đinh Tỵ còn có quý nhân giúp sức, nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện để tuổi Đinh Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bản mệnh nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm 2024 này, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác, xử lý sẽ tăng lên, khiến cho tuổi Đinh Tỵ cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó. Bởi thế, bạn chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Xét về phương diện tài lộc, xét về mặt tài lộc, đây cũng sẽ là một tháng tài khí của tuổi Đinh Tỵ tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong tháng 12 âm lịch khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào ngớt. Người làm công việc cố định trong tháng có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính đều được cải thiện. Công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả. Nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp cho việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Các hạng mục đầu tư với đối tác khác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh, buôn bán của tuổi Đinh Tỵ khả quan, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết.
Hãy quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bản mệnh nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết nguyên đáng khiến bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với các khí đang dưỡng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 12 âm lịch này có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đong đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Các thần này giúp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân, sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày, những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó, các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt, nhanh chóng gìn giữ hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm. Dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau dung dáng và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng muốn sinh thêm con có thể sẽ đón tin vui trong tháng này. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng thận trọng kẻo bạch hổ hung tinh gây họa, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Xét về phương diện sức khỏe, về sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm 2024 này, thể trạng của tuổi Đinh Tỵ khá tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết quan, do đó bạn cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu, bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên quan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn, có những người thì thông minh, cũng có những người thì chậm hiểu. Ở đời, đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, dòng xoáy của cuộc đời, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì, ta lại phải đi cười chê người khác, gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu, con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói câu, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ, sao mình có bị cười nhạo lại không, cười người giống như cười mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống trong những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua những cảnh đói khát lang thang mới trân quý tưởng bát cơm lót dạ. Đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình, là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ dở như không nhìn thấy. Không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới là đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh. Biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác, không có bản lĩnh mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.